Bây giờ thì chúng ta sẽ xem lại cái trò chơi của chúng ta. Thì mọi người thấy rằng đối với cái game này á thì chúng ta sẽ cần một cái đường line ở chính giữa để chia ra à cái màn hình chơi của người bên trái nè và cái màn hình chơi của người bên phải. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ tìm cách để chúng ta vẽ ra được cái đường line này. Thì hiện tại là chúng ta đã tạo ra được cái window rồi. À như vậy chúng ta sẽ tìm cách vẽ một cái đường line chính giữa phân chia cái window của chúng ta thành hai phần bên trái và bên phải. Lúc này thì chúng ta sẽ tìm kiếm Google trước. Ở đây thì chúng ta sẽ đóng bớt những cái giá trị này lại. Và chúng ta sẽ tìm đến cái phương thức vẽ của nó. Bài game chúng ta tìm đến phương thức rào. Rồi chúng ta sẽ vào ngay trang tài liệu của nó nè. Thì khi vẽ mọi người thấy nó hỗ trợ chúng ta vẽ cũng khá là nhiều loại hình. À hình chữ nhật, hình bầu dục, hình tròn, hình ơi Rồi vẽ một cái đường thẳng. Đây cái mà chúng ta đang cần là vẽ một đường thẳng như vậy chúng ta vào cái thằng này thì chúng ta thấy là gì đối với cái phương thức này á à chúng ta có thể là truyền những cái tham số như thế này vào star position rồi end position rồi có giá trị width nữa như vậy bây giờ thì chúng ta sẽ thử ha chúng ta qua đây đây rồi chúng ta sẽ vẽ nó khi mà cái game của chúng ta được chạy nè như vậy mình sẽ vẽ nó ở đây và mình cũng có thể tạo ra cái phần ghi chú cho nó luôn Là chúng ta sẽ vẽ ra một cái line ở chính giữa Chúng ta sẽ tìm đến chữ line Đây mọi người thấy nè à, Nó sẽ nằm trong cái module là rau Chúng ta chọn vào thằng này Nó cần truyền vào những cái tham số như là surface Surface là cái gì? Surface ở đây nó là cái bề mặt Để chúng ta vẽ cái đường line của chúng ta lên Và bề mặt của chúng ta hiện tại chính là cái window game rồi, cái màu của chúng ta. Như vậy thì lúc này cái màu ban đầu của chúng ta, chúng ta xem lại ha. Cái màu ban đầu window color là màu black. Như vậy chúng ta sẽ vẽ một cái đường line cho nó màu vàng đi ha. Color yellow. Và star position and position. Chúng ta chưa biết, ví dụ như chúng ta truyền đại 50, 100. Còn ở đây thì chúng ta truyền thử 200, 300. Chúng ta cứ truyền đại đi coi nó ra cái gì trước đã rồi sau đó chúng ta mới vào chúng ta cập nhật lại những giá trị này bây giờ chúng ta kiểm tra lại nè đây mọi người thấy nè chúng ta đã vẽ được một cái đường thẳng như vậy ở đây thì nó sẽ vẽ từ đâu đến đâu với cái tài liệu mà chúng ta đọc thì nó sẽ vẽ từ star position đến n position như vậy star và n nó sẽ tính như thế nào ở đây chúng ta đọc đây nó là thuộc vào kiểu tupler và ở đây nó truyền vào tọa độ x và tọa độ y x và y ở đây là gì mình sẽ mô phỏng như thế này cho mọi người dễ nhìn ha ví dụ như đây là cái cửa sổ game của chúng ta rồi đây là cái khung cửa sổ game của chúng ta thì cái chiều ngang của nó sẽ là x còn cái trục đứng sẽ là y x và y như vậy ngay tại cái góc này nè ngay tại góc này sẽ là 0 và 0 mình sẽ thử thay cho mọi người xem ở đây mình sẽ vẽ từ 0, 0, 0 và 0. Rồi chúng ta kiểm tra lại. Thì khi vẽ 0 và 0 thì mọi người thấy nó sẽ đi ngay từ cái điểm này. Nó sẽ đi ra phía ngoài. Như vậy chúng ta xem tiếp nè. Ở đây cái chiều ngang là ít. Bây giờ mình sẽ tăng ít lên cho mọi người xem. Ở đây thì chúng ta cho thử lên thành 100 đi. 100 là ít. Như vậy thì ngay chỗ này. Đây nè. Cái thằng này là ít nè. Còn thằng này là Y Như vậy khi cách 100 Mình quay lại đây đi ha Rồi mình vẽ một cái đường line ra luôn Để mọi người dễ nhìn Trong phần mềm mình sử dụng Thì nó không có cái phần đường line Ở đây mình kéo thử cái thằng mũi tên này ra Đây Lúc đầu 00 không thì nó đi ngay tại cái góc này Bây giờ ít của chúng ta tăng lên thành 100 rồi Như vậy nó sẽ về qua đây Nó sẽ về qua đây là 100 Đó, và nó vẫn nằm sát cái bìa ở phía trên chúng ta thử thay đổi lại ha 100 và 0 chúng ta kiểm tra lại nhớ lưu lại rồi kiểm tra lại nè sát cái bìa ở phía trên đây mọi người thấy nè cái thằng y nó là không do đó vẫn nằm sát cái đường viền phía trên nó chỉ giãn ít ra là 100 mà thôi như vậy thì ở đây chúng ta sẽ thử làm một tình huống như thế này chúng ta vẽ một cái đường gạch chéo của hình chữ nhật này đi từ cái móc này xuống cái móc này xem chúng ta cần phải chuyển x và y là bao nhiêu ha. Đây, mình có một cái tổng kết lại để mọi người dễ nhớ nè. Cách trái hoặc là cách phải thì mọi người nhớ ngay đến x. Cách trên hoặc là cách dưới, mình so cái hình như thế này nè. Cách trái phải thì chúng ta nhớ x. Còn trên dưới thì nhớ y. Rồi như vậy thì bây giờ mình vẽ một cái đường line ngay từ góc này. Góc này là chúng ta biết là không không rồi. Nó sẽ kéo đến cái góc này. Góc này thì là gì? nó cách y là bao nhiêu? chín bằng chiều cao và cách x chín bằng chiều rộng như vậy nó sẽ đi từ không không chiều cao và chiều rộng như vậy ở đây sẽ là window width và window height rồi chúng ta sẽ thử chạy lại xem nó ra đúng cái đường chéo như ý chúng ta muốn hay không ha đây mọi người thấy chúng ta đã vẽ ra được một cái đường line từ cái góc ở phía trên xuống góc ở phía dưới và đây hoàn toàn là cái đường chéo bây giờ chúng ta xem lại nó có quýt bằng một nè chúng ta thử tăng nó lên ví dụ như chúng ta cho nó thành 10 đi xem điều gì xảy ra ha cái quýt ở đây thì chúng ta đọc vào chúng ta hình dung là gì à cái kích thước của cái đường line này nó có bề dày là bao nhiêu như vậy bề dày hiện tại đang là 10 cho chúng ta ở đây thì chúng ta sẽ thay đổi lại một số giá trị nè ví dụ như phần quýt chúng ta để 10 như thế này á sau này chúng ta hơi khó trong cái phần cấu hình do đó thì chúng ta nên định nghĩa nó luôn mình sẽ quay lại tập tin define và mình định nghĩa nó ở đây thì mình sẽ định nghĩa thêm cái đường line có kích thước là bao nhiêu line width ví dụ như mình cho là 10 và quay lại tập tin men thì chỗ này chúng ta sẽ thay thành là line width là xong và vấn đề của chúng ta cần là vẽ cái đường line nó nằm ở chính giữa màn hình đây chúng ta vẽ cái đường line màu xanh lá cây này nó nằm ở chính giữa màn hình như vậy thì chắc chắn là gì chúng ta xác định công thức luôn ở đây thì mình sẽ tạo ra một cái phần ghi chú ha Để mình miêu tả cái góc tọa độ này luôn cho mọi người Rồi, ngay tại vị trí phía trên này Thì mọi người thấy là gì? Nó xuất phát từ cái góc này Cái góc này thì nó sát với cái đường viền ở phía trên Chúng ta xem công thức nè Cách trên dưới thì liên quan đến Y Và lúc này nó cách sát luôn Thì Y chắc chắn là bằng không rồi Còn X thì bao nhiêu? Nó nằm ở chính giữa Do đó thì chúng ta cứ lấy width chúng ta chia hai thôi lấy width chia cho hai rồi chúng ta xác định được x và y tương tự ở phía dưới đây tương tự mình copy và mình đưa xuống phía dưới này ha để chúng ta cùng suy luận nè lúc này x chắc chắn cũng là width chia hai bởi vì nó nằm ở chính giữa mà nhưng mà y lúc này bằng bao nhiêu y nếu mà bằng không thì nó nằm ở phía trên rồi bây giờ nó phải nằm sát ở phía dưới và lúc này y đúng bằng cái chiều cao y bằng hay do đó thì chúng ta xem công thức này ha từ width chia 2 y bằng 0 từ width chia 2 y bằng 0 là từ hàng này window đây window width chia 2 y bằng 0 cho đến là gì cũng là window width chia 2 nhưng mà đến ngay cái window hay bây giờ chúng ta chạy lại nè xem chúng ta vẽ đúng cái đường nó ra hay chưa nè đây mọi người thấy chúng ta đã có cái line nằm ở chính giữa rồi bây giờ để dễ kiểm tra thì mình sẽ giảm cái kích thước của cái window của chúng ta lại đi ví dụ như mình cho khoảng là 600 400 đi ha cho nó nhỏ lại chúng ta dễ nhìn rồi quan sát lại nè đây vẫn hơi khó kiểm tra xem có nằm chính giữa hay không thì lúc này mình sẽ thử tăng tăng cái width của cái này lên ví dụ mình tăng thành là 200 đi có điều gì sẽ ra ha 200 rồi chúng ta xem 200 bây giờ ở đây cũng hơi khó coi À mình sẽ mở cái notepad lên mình đo thử nè. Đây mình mở notepad lên. Mình sẽ tạo một cái cái hình nó đúng bằng cái kích thước bên đây. Đó mọi người thấy nè, nó từ cái cửa sổ này qua đến cái thằng này. Bây giờ mình nắm thằng này mình kéo qua. Chúng ta đo thủ công, chúng ta đo bằng tay đỡ đi ha. Thì chúng ta thấy rõ ràng nó đã nằm ở chính giữa cho chúng ta rồi. Đây. Nó nằm chính giữa màn hình cho chúng ta rồi. Như vậy thì bây giờ chúng ta đã an tâm về cái công thức này rồi nhưng mà đối với cái hình này á thì chúng ta thấy là gì x và y nó sẽ vẽ từ cái vị trí là star position đến end position thì như vậy đối với cái hình mà chúng ta xuất hiện ra được cái star position nó sẽ từ cái góc tọa độ này đây cái star nó sẽ từ đây và cái end nó sẽ từ đây mình đổi cái màu cho mọi người dễ nhìn nè đây cái star cái star nó sẽ từ đây nè và cái end nó sẽ từ đây nè đó thì từ cái góc này đến cái góc này nó sẽ vẽ ra một cái hình chữ nhật hình chữ nhật với cái width đúng bằng cái width của chúng ta cấu hình cái width nó sẽ tràn ra đây chứ không phải nó tính cái góc star từ ngay chỗ này ha chúng ta lưu ý nó sẽ tính cái góc star từ ngay cái vị trí trung tâm này luôn sau đó nó vẽ cái hình chữ nhật đều ra hai bên cho chúng ta như vậy chúng ta đã hiểu về cách vẽ này rồi ở đây thì mình sẽ chỉnh lại cái giá trị số ban đầu ở đây chúng ta cho cái đường line của chúng ta khoảng 10 thôi ha. Ở đây thì mình sẽ giữ lại giá trị là 900 và 600. Thì sẵn tiện ở tập tin DeFi thì mình sẽ định nghĩa thêm một số cái giá trị như thế này. Chúng ta quan sát lại tấm hình của chúng ta Thì chúng ta vẽ được cái đường line đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ hai người chơi. Nhưng mà cái người chơi của chúng ta thì chúng ta cần phải định nghĩa cái chiều rộng của nó là bao nhiêu và cái chiều cao của nó là bao nhiêu. Thằng màu đỏ rộng bao nhiêu, cao bao nhiêu? Đây, mình chụp hình mình giải thích cho mọi người nè. Rộng thì đương nhiên tính từ đây qua đây là chiều rộng rồi, còn chiều cao là tính từ đây qua đây. Như vậy thì mình cũng sẽ quay lại tập tin define. Mình sẽ bổ sung vào đây. Player width và layer hay Chiều rộng mình cho là 20 và chiều cao mình cho là 100. Tiếp tục có một cái giá trị nữa, đó chính là khi mỗi cái nhân vật này nó di chuyển. Mọi người xem, cái thằng màu đỏ này mỗi lần chúng ta bấm vào cái phím mũi tên lên chẳng hạn Thì nó sẽ nhích lên một đoạn của chúng ta Cứ nhích lên, nhích lên, nhích lên Như vậy mỗi lần nó nhích lên thì nhích một khoảng là bao nhiêu Thì chúng ta cũng định nghĩa thành cái giá trị cho nó luôn Ở đây chúng ta sẽ có là player Velocity Ở à đây chúng ta có thể xem như là vận tốc di chuyển của Layer này Và mỗi lần di chuyển mình cho nó có đơn vị là 20 pixel Tiếp tục thì chúng ta quan sát cái hình này Chúng ta còn một đối tượng nữa chính là cái trái banh của chúng ta nè cái trái banh màu xanh lá cây này nè thì trái banh này á nó có cái kích thước là bao nhiêu và mỗi lần nó di chuyển với vận tốc là bao nhiêu như vậy thì chúng ta cũng định nghĩa thành hai hằng số luôn đây chúng ta sẽ có quả banh của chúng ta kích thước là 20 ở đây thì không cần quýt và hay bởi vì trái banh của chúng ta hình tròn mà như vậy chúng ta đưa 20 vào là đủ rồi tiếp tục mỗi lần di chuyển nó sẽ di chuyển được 20 pixel đó như vậy thì tập tin DeFi của chúng ta đã định nghĩa xong những cái giá trị cần thiết rồi. Và trong video này thì chúng ta cũng học về cách chúng ta vẽ một cái đường line. Chúng ta hiểu được những cái tham số khi mà chúng ta vẽ ra một đường line như thế nào.